Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh vắt mép các cạnh, hay người ta gọi là lệnh vắt góc, lệnh chamfer, chamfer, phím tắt đó là CHA, CHA. Đây, tôi muốn vắt cái góc như đây. Thì để vắt vắt góc hoặc vắt mép á, thì ta có nhiều chế độ vắt. Vắt theo theo cạnh nè, theo chiều dài cạnh nè. Ví dụ cạnh này 2, cạnh này 2, hoặc là một cạnh 2, cạnh 4. Tức là hai cạnh này không không bằng nhau, còn hai cạnh này bằng nhau. Đây, bây giờ các bạn vẽ cho thầy một cái hình vuông. Đây, 50-50 đây, Shift A mốc 50-50, Enter. Đây, bây giờ mình sẽ vác là 5-5 đây, CHA, Enter. Đó, thì nó hỏi nè. Bây giờ mình nhìn nè, nó hỏi Select First Line, tức là lựa chọn cái cạnh đầu tiên để vác đi. Và các bạn lưu ý, trước khi mình lựa chọn cạnh đầu tiên, mình phải để ý trên đây là Current Chamfer, tức là hiện giờ á, cái cài đặt, cái chế độ cài đặt trong chamfer á, là Distance 1, tức là khoảng cách 1 là 0, khoảng cách 2 cũng là 0, và chế độ là Mode là có chim, thì mình phải đi cài cài lại, tại vì 0,0 này là khoảng cách này mình muốn là 5 mà, cho nên mình chọn cái Distance nè, chọn cái Distance nha. Đó, nó mới hỏi là gì, specify first chamfer distance, tức là khoảng cách của cái cạnh vác đầu tiên, mình chọn là 5 đi. Enter, hỏi cái khoảng cách của cái cạnh vác thứ hai, giả sử mình chọn là 5 luôn, enter. Rồi, mình click chọn nè, click chọn cạnh thứ nhất, click chọn cạnh thứ hai. Thấy chưa? Nó sẽ vác cạnh này là 5 5. Enter lặp lại lệnh nè. Khi mà mình vừa mới vác cái cạnh cái góc đầu tiên á, là 5 5, khi mình gọi lại lệnh á, thì nó nhớ nè, nó nhớ khoảng cách 5 5 nè. Mình gọi lại lệnh chamfer, cái đó nó nói liền cái thông số chamfer đang xài đó là distance 1 là 5, distance 2 cũng là 5 nè. Đó, nếu mà mình không thay đổi, mình chọn đối tượng để chamfer tiếp. Được chưa? Bây giờ giả sử tôi muốn vác trên đây là 22, enter nè. Đó, thì nó báo là khoảng cách là 5 5, mình muốn thay đổi thì mình vô distance, chọn là distance. Nó mới hỏi là khoảng cách cái cạnh đầu tiên đi, mặc định là nó lấy cái trước này là 5 nè, bây giờ mình muốn 2 thì mình nhập vô 2 nè, enter. Khoảng cách cạnh số 2 đi là 2, enter. Đây, thấy chưa, nó sẽ nhỏ hơn 22. Đó, rồi đây là vác các góc này, các cái cạnh vác nó bằng nhau. Bây giờ tôi vác mà không bằng thì sao? Đây, tôi vẽ lại cái hình vuông 50,50 đi, enter. Bây giờ tôi muốn vác là một cạnh là 2, một cạnh là 5 thì sao? Rồi tôi gọi lệnh là CHA, enter. Đó, tôi cũng khai báo nè. Các bạn để ý nè, thằng này hiện giờ là 22 nè, distance 1, distance 2 là 22 nè. Mình chọn distance nè, một cạnh là 2 nè, enter nè, cạnh số 2 là 5 nè, enter nè. Rồi, cái cạnh nào mình click chọn trước thì nó tính cạnh đó là cạnh số 1 này, cạnh 1 là 2 nè, cạnh 2 là 5 nè. Không, đây qua đây 2. Thấy không? Đây lên đây 5. Đó. Lặp lại lệnh nè, đến enter nè. Cạnh này là 2, cạnh này là 5 nè. Đó, enter lặp lại lệnh nè. Bây giờ mình muốn cạnh này là cạnh số 1 nè, cạnh này là 2, cạnh này là 5. Enter lặp lại lệnh nè, thấy chưa? Đó là cái vác cạnh theo cái tùy chọn thứ nhất ha, mình gõ chữ D vào hoặc là distance ha. Cái kiểu vác cạnh thứ hai đó là vác theo chiều dài cạnh và góc, chiều dài cạnh và góc nghĩa là sao? Dù cạnh này là 10 và nghiêng một góc 30 độ ha, nghiêng một góc 30 độ. Đây, REC này, enter nè. Các bạn vẽ cho tôi cái hình vuông 50-50. Rồi, để có nhiều ví dụ, tôi sẽ copy hình vuông này ra. Bữa tôi chỉ các bạn rồi. Muốn copy á, copy nhanh á, mình đích vô một cái nút xanh của hình vuông nè. Sau đó mình sẽ kéo qua. Sau đó mình bấm enter một cái, kéo ngang qua. Đè giữ phím Ctrl, click thả phím Ctrl ra. Click đó. Bấm Ctrl L cho nó căng thẳng. Rồi, escape. Đó, thì tôi vừa mới copy ra 4-5 cái. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái kiểu là vác theo
kích thước cạnh và góc nè. Rồi tôi gọi lệnh chamfer CHA enter. Rồi ở đây thay vì chọn distance để khai báo hai khoảng cách của hai cạnh thì mình chọn angle nè. Angle. Rồi, đầu tiên nó hỏi nè, specify chamfer length on the first line, tức là cái chiều dài ha, chiều dài cạnh thứ nhất đi. Ví dụ tôi cho chiều dài cạnh thứ nhất là 5. 5 thôi. Enter. Rồi nó hỏi specify chamfer angle ha. From the first line, tức là chọn cái góc từ cái cạnh thứ nhất. Bây giờ mình cho góc, ví dụ góc 30 độ. Enter. Đây cạnh thứ nhất đây. Là 5 và nghiêng một góc 30 độ xuống đây. Đó, từ đây tới đây là 5 và góc này là 30 độ. Lặp lại lệnh nè. Cạnh này và đó. Thấy chưa? Rồi. Thông qua cái thì chọn cái tiếp là vác có cắt bỏ cái phần góc dư hay không. Đây ví dụ bình thường á, chế độ mặc định của nó là nó vác và nó cắt bỏ hai cái đường này đi. Đó, bây giờ mình có thể điều chỉnh để cho nó vác như thế này mà nó không cắt bỏ hai cái cạnh này ha. Đây ví dụ tôi muốn vác góc 30 và cạnh là 5, nhưng mà tôi không có bỏ cái hai cái đường này. Tôi gọi là lệnh là chamfer là CHA enter. Đó. Thì đây muốn khai báo có bỏ hay không là chim nè, bấm vô chim nè. Đó. Bây giờ nó hỏi là nhập vào cái chế độ chim đi ha, cái tùy chọn chim đi. Bây giờ tôi muốn không có cắt á. Đây nè, cái này nó bình thường mặc định là nó chim là nó cắt bỏ chúng nè ha. Giờ mình no chim nè. Bấm vô no chim. Rồi. Cạnh này. Cạnh này thấy không? Nó không cắt bỏ cái này đi. Làm lại nè, lặp lại lệnh nè. Cạnh này. Các bạn để ý nha. Khi mà chọn no chim á là nó báo trên đây là mode no chim nè, thấy không? Mode no chim nè, là không có cắt nè. Thấy nha. Đó, bây giờ tôi giả sử tôi cắt nha, tôi gọi là lệnh để tôi bỏ cái tôi có chim nha, gọi lệnh nè, vô chim, khai báo là có chim nè. Đó. Thì nó báo nè, mình chọn đây nè. Đó, nó cắt bỏ đi. Giờ tôi là giả sử tôi gọi là lệnh nè, enter nè. Đây nó báo liền chim mode nè. Chế độ của chim là có chim nè. Đây. Chiều dài cụ thể giờ nè là 5 nè và góc 30 độ nè. Thì sẽ có chim. À. Rồi. Tao qua cái tiếp là polyline, tức là ta vác nhiều góc cùng một lúc. Thay vì ta vác cái hình chủ nhật hình vuông, ta chọn từng cạnh lâu lắm, thì mình có thể khai báo ở cái polyline. Đây. Ví dụ đây. Tôi muốn vác cái hình vuông này ha. Mà nhanh ha, bốn góc cùng một lúc, CHA nè, enter nè. Tôi gọi cái polyline nè. Nè. Đó. Rồi, giờ tôi vác theo distance nè. Đó, bây giờ tôi vác là 5 năm đi. 5 nè. 5 nè, enter nè. Rồi tôi chỉ cần lít vô, thấy không? Các bạn thấy không? Tôi đưa vô cái là tự động nó dò ha, nó sẽ vác rất là nhanh. Đó là cũng rất là hay ha. Lặp lại lệnh nè. Đó, các bạn khai báo ở trong cái bodyline ha, bodyline. Chọn cái bodyline. Nếu như mình không chọn bodyline á, mình lít thì nó chỉ chọn một góc nào thôi, góc hợp giữa hai cái cạnh mình chọn. Còn mình chọn vô bodyline nè. Đó. Lít vô một phát thì nó sẽ dò, nó tự động nó dò ha, nó tìm các góc để nó vác. Đấy rồi. Đây, các cái ví dụ ha. Các ví dụ này thì rất là dễ ha. Các bạn xem tôi làm ví dụ này. Ví dụ này là cái hình chủ nhật, chiều dài 120, chiều rộng là 90, rồi vác 20. Đây, tôi vẽ hình chủ nhật REC Ship AMOC 120,90. Enter. Rồi, giờ tôi vác CHA enter ha. Chọn distance nè, để khai báo lại nè, là 20, đúng không? Cạnh thứ nhất 20, cạnh thứ hai 20 nè, enter nè. Đó. Chọn cạnh này, chọn cạnh này. Đó. Đập lại lệnh nè, chọn cạnh này.
chọn cách này đó. Thế à, bốn góc luôn hả, chọn cái này, chọn cái này, lặp lại lần là chọn cái này, chọn cái này đó, hoặc là mình dùng poly poly line rồi bên đây ha, bên đây cũng tương tự vậy thôi. Bên đây là ở trên đây là vác, ở dưới đây vác 20, ở trên đây là vác 20 với 10 nha, tức là cạnh vác khác nhau. Rồi tự làm luôn, REC shift A móc 120,90, enter. Gọi lệnh chamfer, thì cái lệnh chamfer, một là mình CHA, gọi phím tắt khác, nó nằm đây nè, nó nằm đây nè, chamfer nè ha. Bấm vô nút này, bấm vô nút mũi tên này nè, đây đó. Rồi mình khai báo khoảng cách distance nè, 20 20 20 nè, 20 nè, đó là cạnh dưới 20 nè. Rồi lặp lại lệnh nè, distance nè, cạnh đầu 20, ở trên là cái 20 cái 30, cạnh này là 30 nè, cạnh này 20, cạnh này 30 nè, lặp lại lệnh nè, cạnh này 20, cạnh này 30 nè, đó. Rồi vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn xong cái lệnh chamfer. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.